Cửa hàng Nông Nguy Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bồ Lâm Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, số điện thoại 0337019191, 0974644973. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một con máy cưa xích Kyorit. Đấy, Kyorit 3611, sở hữu động cơ là 36cc, hàng bãi nội địa đúng của Nhật. Số seri của máy 58011507. Máy sử dụng lam xích chuột, lam nhông xích chuột. Khoảng cách cắt được của cây lam này 30cm, tổng độ dài nó tầm 42cm nha mọi người. Xe ớt 3611L. Máy còn thắng xích đầy đủ nhé, full chức năng, bơm xăng phụ e tự động, full chức năng. Em sẽ quay chi tiết để giới thiệu nhé. Hàng này là có hàng trợ lực cho mọi người, dòng Kyorit này xài rất là ngon. Con này thì cái màu nó dạng cái màu nâu, nhưng mà không phải dạng nâu sẫm quá, nâu nhạt nhạt đấy mọi người. Đấy, máy thì đảm bảo với mọi người là zin nguyên bản luôn. Đấy, đẹp xuất sắc Kyorit. Đây là bộ khởi động của máy ha, có trợ lực. Đây là cục nhúng này. Ở đây là bình châm nhiên liệu của máy ha. Trên đây là công tắc tắt mở máy, mọi người hất xuống nó là tắt, hất lên là mở. Ở phía trên của máy thì có một cái bộ phận mở boe lọc gió, mọi người chỉ cần tháo góc này ra và nhấc được bộ phận boe lọc gió đó. Kéo sang bên này thì có hai bộ phận, đó bộ phận chính đó là bơm xăng, giúp cho mình khi mà máy để nguội khoảng 15 phút trở đi thì mọi người tiến hành bơm xăng để khởi động máy. Và ở dưới này là bộ phận kéo e gió. Đó, e gió dưa mọi người thấy không? Chỉ cần kéo ra này. Đó, kéo e là đẩy vô cái là cứ vậy giật tằng là nổ thôi. Ở đây lại thêm một cái cục nhúng nữa. Đây có một cái tem nữa mọi người ha. Dòng này cưa rất là sướng, rất là ngon luôn. Đấy, hai ốc chân lam luôn, 8 sử dụng 8-13, chân ốc là 8 ly, có thắng xích. Ok, con này nặng 4,5, con này nặng 4,8kg nha mọi người, chưa tính trọng lượng khô, đấy, chưa tính đổ xăng đổ nhớt đâu. Đó, nó tầm 4,8kg. Dùng cưa gia đình rồi mọi người có thể cắt keo đồ linh tinh thoải mái thật ra. Nói chung là lam này cũng có thể cắn lam dài hơn cỡ như này được như mọi người ha. Lam 6 được luôn. Máy này công suất là khá lớn đấy. Nó rất là trâu. Đấy. Yamabiko sản xuất, mặc bề Japan. Ở đây là bình châm nhất thải, có mô hình mắt xích này để nuôi lam xích thôi. Đổ nhớt đây. Mình cứ châm đầy một bình xăng và châm đầy một nhớt là được. Quay mặt đường nó hơi ồn, mọi người thông cảm đi nhé. Quý khách hàng mua hàng thì liên hệ trực tiếp hai đầu số 0337019191, 0974644973. Hai số điện thoại đều sử dụng Zalo. Quý khách hàng mua hàng thì đặt cọc trước cho bên em thẻ cào Viettel 200.000 hoặc là chuyển khoản trước 500.000 bên em miễn phí ship. Đó là những hình thức mua hàng của bên em là như vậy. Và sau đây em sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách khởi động con máy như sau. Điều đầu tiên là mình mở hai công tắc này. Sau đó mình châm nhiên liệu vô trong bình chứa nhiên liệu này, châm nhớt thải vô, đầy bình nhớt và đầy một bình xăng. Sau đó máy nguội từ 15 phút trở đi, quý khách hàng tiến hành kéo e gió này ra, sau đó mình bơm xăng này. Kéo e gió là bơm xăng lâu thiệt là lâu. Tiến hành khởi động máy bằng cách là giật khoảng 1 hoặc 2 cái, khoảng 3 cái là quá nha. Mình nghe tiếng máy xem nó máy nó có ho một tiếng, tức là nó nổ đó. Nó nổ lên tiếng rồi bắt đầu mình sẽ đẩy cái e gió vào. Còn nếu trường hợp mà mình để máy vừa mới khởi động xong thì quý khách chỉ cần giật phát một là nổ thôi. Như cái máy này là vừa rồi mới khởi động này, nhưng mà em sẽ làm mẫu cho mọi người thử ha. Ví dụ như thế này, đây em sẽ đẩy e vào này, bóp ra này để cho nó hồi về bình thường, giật này. Đó, tức là cái con máy này em mới khởi động cách đây khoảng 10 phút rồi, nên là giật phát một nó vẫn còn nổ. Vậy trường hợp mình thử bơm xăng, mình thử đóng e xem nó như thế nào nhá, nó sẽ gây ra tình trạng như thế nào, và em sẽ hướng dẫn mọi người cách tránh tình trạng mình lãng quên. Đây mình cứ bơm xăng lên ha, sau đó mình kéo e ra này. Đó là những cái bước mà máy để nguội 15-20 phút rồi mình giật ha. Đây. Đó, nó sẽ ho lên tiếng rồi mọi người đẩy tiếp vô này. Đó. Thật ra thì ở cái dòng máy Kyorit này nó có một điểm mạnh nhất của nó mà lại em đánh giá nó là điểm cộng cực kỳ lớn. Đó là cái chế hòa khí hay là cái bình xăng con trong này. Mọi người thấy không, mặc dù máy vừa mới khởi động xong bơm xăng đóng ngay nó vẫn nổ tốt. Tức là nó căn bình xăng con rất là chuẩn, nó tiết kiệm cực kỳ nhiên liệu.
Còn những cái dòng máy khác mà nếu như vậy nó sẽ bị ngộp xăng luôn. Ngộp là sao? Tức là nó bị dư xăng là nó không thể nào nổ được. Và mình phải dùng chiêu mình bóp hết ga lên. Đó, đây là một điểm cộng giúp con máy nó rất mau khởi động, nó rất là nổ, mau nổ nó ở chỗ đấy. Đó, riêng dòng Kyrit này là cái chế hòa khí hay bộ chế hòa khí hay là cái bình xăng con nó rất là chuẩn. Đấy. Mọi người xem, dọc mấy khác như Shinawa này mọi người mà làm như vậy đảm bảo mọi người luôn ngộp liền. Còn thằng này không có ngộp được. Đấy. Lỡ mà quên là cứ thử mở ra. Và khi máy mà nó nóng lên rồi thì cái hàng chỉ cần giật nhẹ thôi, cái này thôi. Là chơi thôi. Ok, quý khách hàng mua hàng thì liên hệ trực tiếp với Thắng Make Xích qua hai đầu số nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.